nguyên trưởng ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận Tân Phú nhận án tử hình. Chiều ngày 1 tháng 6, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xử sơ thẩm tuyên án tử hình nguyên trưởng ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, Thi Danh 61 tuổi. Liên quan bị cáo Nguyễn Duy Linh 37 tuổi, nguyên kế toán trưởng ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận Tân Phú 15 năm tù, 4 bị cáo còn lại lãnh mức án từ 2 đến 5 năm tù cùng tội danh tham mô tài sản. Danh và đồng phạm bị đưa ra xét xử về hành vi chiếm đoạt hơn 54 tỷ đồng. Ngoài ra, hội đồng xét xử tuyên buộc bị cáo Thi Danh và những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt, trong đó Thi Danh bồi thường 32 tỷ đồng nợ gốc và 9 tỷ đồng tiền lãi phát sinh. Kiến nghị cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra làm rõ những người đã nhận tiền của Danh dù họ không thuộc đối tượng được hỗ trợ bồi thường. Theo cáo trạng, từ tháng 11 năm 2003 đến tháng 1 năm 2016, ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận Tân Phú được Ủy ban Nhân dân quận này giao thực hiện nhiều dự án trên địa bàn, trong đó có 6 dự án qua kiểm tra phát hiện nhiều sai phạm. Cụ thể, tại dự án cải tạo kinh và đường dọc kinh Tân Hóa Lò Gốm, Thi Danh và đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 23 tỷ đồng. Tại dự án nâng cấp mở rộng đường Lũy Bán Bích, nguồn kinh phí bồi thường cho hai hộ dân, nhưng Thi Danh lại gửi tiết kiệm, sau đó chỉ đạo Linh chuyển 450 triệu đồng vào tài khoản của ban bồi thường giải phóng mặt bằng để chiếm đoạt, số tiền còn lại Danh tiếp tục ký hợp đồng tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng. Tại dự án bồi thường hỗ trợ thiệt hại tài sản và các vật kiến trúc khác, đối với công ty cổ phần nước ngầm 2, Danh đã chỉ đạo Linh lập chứng từ chia cho 3 đối tượng không thuộc diện được hỗ trợ bồi thường để chiếm đoạt hơn 1,9 tỷ đồng. Tại dự án đầu tư xây dựng khu liên hiệp văn hóa, thể thao và dân cư Tân Thắng tại phường Sơn Kỳ, Danh chiếm đoạt 20 tỷ đồng của 5 hộ dân. Ngoài ra, tại dự án bồi thường giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng 2 đoạn tuyến giao thông kết nối khu liên hợp văn hóa thể thao và dân cư Tân Thắng, Danh chỉ đạo Linh lập chứng từ sai quy định, chiếm đoạt 7,78 tỷ đồng sử dụng cá nhân. Dự án sửa chữa nâng cấp đường Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú, Danh cũng chiếm đoạt 200 triệu đồng. Đến ngày 14 tháng 12 năm 2015, Ủy ban Nhân dân quận Tân Phú thành lập đoàn kiểm tra việc quyết toán hoạt động thu chi tài chính, phát hiện sự việc nên chuyển cơ quan điều tra. Sau 2 ngày nghị án, chiều ngày 31 tháng 5, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án bị cáo Hứa Thị Phấn và đồng phạm trong vụ án xảy ra tại ngân hàng Đại Tín Trust Bank, nay là ngân hàng xây dựng. Tới gần 20 giờ sau gần 5 giờ đọc bản án, phiên tòa xét xử bị cáo Hứa Thị Phấn và đồng phạm mới kết thúc. Theo hội đồng xét xử, đầu năm 2017, Hứa Thị Phấn cùng 14 cá nhân có quan hệ gia đình nhóm Phú Mỹ đã mua khoảng 254 triệu cổ phần của ngân hàng Đại Tín, chiếm gần 85% vốn điều lệ. Dù chỉ tham gia với vai trò cố vấn cao cấp, nhưng bà Phấn là người điều hành có quyền quyết định mọi hoạt động của ngân hàng này. Về hành vi nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch để bán cho ngân hàng Đại Tín, ban đầu bà Phấn nhận chuyển nhượng căn nhà từ một cá nhân với giá trị khoảng 371 tỷ đồng. Tuy nhiên, bị cáo Phấn đã chuyển nhượng lòng vòng và chỉ đạo công ty định giá Trust Asset cũng do bà Phấn điều hành nâng khống giá trị căn nhà lên tới hơn 1.260 tỷ đồng, rồi tiếp tục chỉ đạo Đại Tín mua lại với giá 1.260 tỷ đồng. Sau đó hạch toán thu chi khống để hợp thức việc mua bán trước đó, chiếm đoạt 1.105 tỷ đồng. Với hành vi liên quan tới công ty Phương Trang, hội đồng xét xử cho rằng, thông qua trợ lý Bùi Thị Kim Loan, bị cáo Hứa Thị Phấn đã chỉ đạo lãnh đạo và nhân viên Đại Tín thực hiện lập và hạch toán chứng từ thu chi khống. Trong khi đó, công ty Phương Trang dùng nhiều bất động sản để đảm bảo cho các khoản vay. Tuy nhiên, dưới sức ép của bà Phấn, công ty này đã ký trước hồ sơ, chứng từ giải ngân. Lợi dụng điều này, Hứa Thị Phấn đã chỉ đạo không giải ngân hoặc giải ngân không đủ, sau đó lập hồ sơ đẩy dư nợ khống cho Phương Trang. Theo bản án trên sổ sách tại ngân hàng xây dựng, tính đến ngày 15 tháng 11 năm 2017 cho thấy Phương Trang còn dư nợ gốc của 46 khoản vay và một khoản phát hành trái phiếu trị giá 9.042 tỷ đồng.
Trên thực tế, Phương Trang đã nhận 3.936 tỷ đồng và phải chịu trách nhiệm thanh toán số tiền này cho Ngân hàng Xây dựng, tiền thân của Trustbank và VNCB. Số tiền gốc là 5.465 tỷ đồng, đại tính hạch toán là khoản dư nợ vay của Phương Trang và đến nay không thu hồi được, nay thành gây thiệt hại Ngân hàng Xây dựng. Từ các lập luận trên, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hứa Thị Phấn 20 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm, 20 năm tù về tội cố ý làm trái, tổng hợp hình phạt 30 năm tù. Tổng hợp với bản án 17 năm tù trước đó của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội, bị cáo Hứa Thị Phấn phải chấp hành án 30 năm tù. Ngoài ra, bị cáo còn phải bồi thường hơn 16.000 tỷ đồng nợ gốc và lãi phát sinh cho Ngân hàng Xây dựng. Các bị cáo còn lại làm theo chỉ đạo của bà Phấn không hưởng lợi nên không phải bồi thường. Bị cáo Bùi Thị Kim Loan, thư ký của Hứa Thị Phấn, người mang con mới sinh đến phòng xét xử, lệnh án 13 năm tù tội lạm dụng tín nhiệm, 15 năm tù tội cố ý làm trái, tổng hợp là 28 năm tù. Bị cáo Trần Sơn Nam, nguyên tổng giám đốc Ngân hàng Đại Tín, lãnh 6 năm tù. Bị cáo Ngô Kim Huệ, phó tổng giám đốc Đại Tín, lĩnh 7 năm tù, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, 3 năm tù tội cố ý làm trái, tổng hợp là 10 năm tù. Các bị cáo còn lại nhận từ 2 năm tù treo đến 10 năm tù giam. Về phía công ty Phương Trang phải trả cho Ngân hàng Xây dựng hơn 3.900 tỷ nợ gốc và 2.500 tỷ lãi phát sinh. 36 bất động sản của Phương Trang được giao cho Ngân hàng Xây dựng quản lý và sẽ được nhận lại khi trả xong nợ. Giám đốc thẩm vụ Nguyễn Khắc Thủy, dâm ô trẻ em, hủy án phúc thẩm, y án sơ thẩm, 3 năm tù giam. Chiều ngày 1 tháng 6, nguồn tin của Thanh Niên cho biết, Ủy ban thẩm phán, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm, chấp nhận toàn bộ kháng nghị của chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh, hủy bản án hình sự phúc thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đối với bị cáo Nguyễn Khắc Thủy phạm tội dâm ô với trẻ em. Đồng thời, Ủy ban thẩm phán nhận định bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân thành phố Bà Rịa Vũng Tàu tuyên phạt bị cáo Thủy 3 năm tù giam là đúng người đúng tội, nên tuyên y án sơ thẩm 3 năm tù giam đối với Nguyễn Khắc Thủy. Theo đó, bị cáo Thủy phải chấp hành hình phạt 3 năăm tù giam. Trước đó, ngày 11 tháng 5 năm 2018, được Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xử phúc thẩm đã tuyên giảm án cho bị cáo Thủy từ 3 năm tù xuống còn 18 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Bản án sau đó gây bức xúc trong dư luận. Từ đó, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã rút hồ sơ lên kiểm tra. Đến ngày 17 tháng 5 năm 2018, chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh có kháng nghị đối với bản án phúc thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đề nghị Ủy ban thẩm phán, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh xét xử giám đốc thẩm hủy bản án phúc thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu theo nội dung kháng nghị về hành vi Nguyễn Khắc Thủy dâm ô đối với cháu anh. Cấp phúc thẩm nhận định, tại thời điểm xảy ra hành vi phạm tội, đối với cháu anh, bị hại đã đủ 11 tuổi, phát triển bình thường, học giỏi. Nếu bị xâm hại từ bị cáo Thủy, thì cháu anh phải có hành vi chống trả, vùng vẫy kêu cứu, chứ không để trong một khoảng thời gian từ 10 đến 15 phút được. Từ đó cấp phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo kêu oan của bị cáo Thủy trong hành vi dâm ô cháu anh. Tuy nhiên, theo Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh, nhận định của tòa phúc thẩm là chủ quan, không đúng với tính cách và lời khai của bị hại tại hồ sơ vụ án cũng như tại các phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm. Cấp phúc thẩm chưa thẩm tra, đánh giá lại toàn bộ chứng cứ có trong hồ sơ vụ án nhưng lại kết luận không có cơ sở kết tội bị cáo Thủy dâm ô với cháu anh là chưa có căn cứ, không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án. Đồng thời, nội dung kháng nghị của chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh phân tích cấp phúc thẩm cho bị cáo Nguyễn Khắc Thủy hưởng án treo trong trường hợp này là áp dụng không đúng quy định tại điểm B, khoản 3, điều 2, nghị quyết 01/2013/NQ của Tòa án Nhân dân tối cao khi xem xét quyết định kết án cho người bị xử phạt tù được hưởng án treo. Nghị quyết 01/2013 nêu rõ không được xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo đối với các tội phạm mà dư luận xã hội lên án. Theo nội dung vụ án, từ đầu năm 2014 đến tháng 6 năm 2014,
bị cáo Nguyễn Khắc Thủy đã thực hiện hành vi dâm ô đối với hai trẻ em tại khu chung cư La Kisai, thành phố Vũng Tàu. Vụ thứ nhất, khoảng 8 giờ tối, trong tháng 4 năm 2014, cháu Nguyễn Tú Ánh Dương, 6 tuổi, được gia đình dẫn ra khu vực, khuôn viên chung cư để chơi. Khi đang chơi một mình, bị cáo Thủy đã gọi cháu bé đến nói chuyện, rồi dùng tay sờ chỗ kín của cháu. Sự việc được anh trai của cháu thấy, và nói lại với gia đình. Báo với bảo vệ chung cư. Vụ thứ nhì, khoảng chiều tối một ngày tháng 5, năm 2014, tại một căn hộ trong chung cư La Kisai. Khi cháu Trần Hoàng Anh, 11 tuổi, đang ở nhà một mình trong nhà, chơi ở cửa sổ, bị cáo Thủy đi tới, luồn tay vào cửa sổ rồi xoa. Sờ ngực, chỗ kín của cháu. Sự việc kéo dài khoảng 10 đến 15 phút, và được bạn cháu Anh, đứng ở lan can cách ông Thủy 20 mét nhìn thấy.